9. Khoa học và sự sống song hành. Các khám phá của các nhà khoa học hiện nay tiến gần với chân lý đến mức không còn các mâu thuẫn. Chúng ta mong chờ một ngày mà điều này hiển nhiên với tất cả mọi người. Tôi muốn kể cho bạn vài tiến bộ mà tôi đã chứng kiến trong chuyến đi Ấn Độ gần đây. Có nhiều người ở đó không những sống trên 500 năm, mà thậm chí hơn nữa. Tôi không trách cứ bạn nếu bạn hoang mang và nghi ngờ những tuyên bố của tôi. Nhưng đó vẫn là sự thật. Mặc dù nó không được chấp nhận bởi thế giới đầy hoài nghi, bạn không cần chấp nhận lời nói của tôi. Tôi chỉ đang cố giải thích cho bạn biết những con người đó sống như thế nào và họ hoàn thành những mục tiêu của mình như thế nào. Rất nhiều người hỏi tôi về mục đích của việc sống trường thọ hàng trăm năm. Bây giờ, nếu như bạn có thể sống 1.000 năm mà vẫn trẻ như bạn mong muốn, không phải bạn sẽ có một nguồn thông tin kỳ diệu để bạn tùy nghi sử dụng sao? Không phải bạn có thể giúp đỡ nhân loại một cách đắc lực sao? Nếu như bạn không phải là một người nổi tiếng, cả cuộc đời của bạn sẽ bị quên lãng nhanh chóng sau khi bạn trải qua một sự thay đổi mà chúng ta gọi là cái chết. Chính sự quên lãng là một tổn thất của nhân loại. Ảnh hưởng của một người bị quên lãng trở nên yếu đi ngay cả khi cuộc sống vẫn còn tiếp diễn. Hồi ức không quay lại để khiến cho ảnh hưởng đó phù hợp hoàn toàn với quá trình tiến hóa. Chúng ta đem nền văn minh đến nơi mà từ đó nó sẽ không bao giờ quay trở về bóng tối được nữa. Chúng ta sắp vượt ra khỏi những giới hạn, những thử nghiệm mà chúng tôi được đặc ân chứng kiến cho thấy những tiến bộ to lớn đang được thực hiện để đến sự hoàn thiện và đưa loài người bước vào chặng đường thứ 7 trong sự phát triển. Hiện nay, người ta có thể ghi hình một đơn bào khi nó phân bào và tạo nên tế bào khác. Sau đó tất cả có một vai trò và chức năng trong cơ thể. Có hàng tỷ tế bào được sinh ra ở mỗi thời khắc. Mỗi khi tế bào phân chia và tạo ra tế bào mới, thì tư tưởng của chúng ta được khắc sâu vào nó. Ở tế bào đầu tiên, tất cả đều hoàn thiện. Tế bào đó được biết đến đầu tiên như là tế bào của Đấng Christ. Nó vẫn luôn tươi mới như thuở ban đầu. Nó không bao giờ già cỗi. Nó là tia sáng nguyên thủy của sự sống. Khi chúng ta khắc sâu trong nó những suy nghĩ về sự giới hạn hay tuổi già hoặc bất kỳ tình trạng nào nằm ngoài sự hoàn thiện, cơ thể sẽ phản ứng lại. Những tế bào sinh ra từ tế bào đầu tiên là những bản sao của nó. Từ lúc bắt đầu, nó là hình ảnh và là bản sao của Thượng Đế. Nó hoàn thiện về mọi mặt. Nó trở thành một hình thái mà chúng ta mang trong tâm trí của mình. Nếu chúng ta luôn luôn mang hình ảnh của sự hoàn hảo, điều gì sẽ xảy ra với những tế bào đó? Nó sẽ dựng nên sự hoàn hảo. Khi chúng ta thực hiện thành công sự hoàn hảo, chúng ta làm tăng năng lực của cơ thể. Sự hoàn thiện không được sử dụng cho những mục đích hàng ngày. Nó không có giá trị cho con người. Điều có giá trị nhất đối với nhân loại là một chân lý đơn giản. Nhờ đó chúng ta có thể sống mỗi ngày và sử dụng mỗi thời khắc của cuộc đời này. Nếu nguyên lý thiêng liêng không dành cho nhân loại thì sẽ chẳng có gì tồn tại cho đến ngày nay. Ngay cả động vật cũng không. Nếu không có nỗi lo sợ trong trái tim con người thì cũng sẽ chẳng có một loài thú ăn thịt nào đe dọa chúng ta.
chúng ta biết rằng loài thú hung dữ nhất sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta nếu chúng ta không sợ chúng. Chúng ta thường nói rằng nếu bạn yêu thương một con thú nào đó, thì nó sẽ luôn là người bạn và là người bảo vệ của bạn. Khó khăn lớn của chúng ta bắt đầu từ việc chúng ta để cho tư tưởng phân tán. Ở Ấn Độ, người ta có một phương pháp giáo huấn rất hiệu quả. Đứa trẻ được để ngồi trước một bức vẽ, trên đó chỉ có một chấm đen duy nhất. Trẻ phải tập trung nhìn vào mình. Trẻ phải tập trung cả nhìn của mình vào cái chấm, vào trong điều kiện đó. Vấn đề của đứa trẻ được phơi bày. Khi người Hindu ngắm nhìn một kim tự tháp, anh ta nhìn từ phần đáy rộng lớn lên đến đỉnh. Chúng ta nhìn từ đỉnh xuống phần đáy rộng lớn, khiến cho tư tưởng của chúng ta bị phân tán. Cố gắng để cho sự quan sát của bạn tập trung vào một điểm nào đó mọi lúc, rồi hãy nhìn từ mặt này đến mặt khác và trở lại điểm đó. Bằng cách tập luyện như thế, bạn làm tăng khả năng của thần kinh thị giác. Cũng giống như vậy, bạn có thể tập trung tư tưởng của mình vào một điểm trên cơ thể để tập trung năng lượng vào điểm đó và loại bỏ mọi trạng thái bất toàn. Hỏi đáp, hỏi các bậc chân sư có đầu thai không? Trả lời, họ rất ít nói về sự đầu thai. Đối với họ, được đầu thai không phải là điều cần thiết. Sự thăng thiên chỉ là sự thăng hoa của tư tưởng. Nếu chúng ta hình dung một nơi mà chúng ta muốn đến nhưng vẫn còn ở đây, thì chính là do tư tưởng của chúng ta đã giữ chúng ta lại nơi đây. Ngay khi chúng ta hình dung một trạng thái tốt đẹp hơn, chúng ta có thể đạt được đến trạng thái đó ngay tức thời. Chúng tôi đã thấy các bậc chân sư hiện hình không chỉ trong một thể xác mà cả trong nhiều thể xác. Hỏi, tôi nhận thức rằng Đấng Christ ở trong mình, nhưng tôi muốn tiếp xúc với thể xác của Chúa Jesus. Trả lời, bạn đang làm nên một thần tượng từ một cá nhân. Bạn không cần phải thể hiện tính cá nhân rồi mới thể hiện Đấng Christ. Hỏi, còn cả chết thì thế nào? Trả lời, không ai đã từng chết khi không chọn để chết. Người ta nói chúng ta phải chết, nhưng thường để không bao giờ bảo chúng ta như vậy. Hỏi, hãy nói cho chúng tôi về sự tái sinh. Trả lời, đó là một sự bù đắp cho sai lầm của cả chết. Đó là một tia sáng trên con đường không lối ra của cả chết. Đối với các bậc chân sư, điều đó là không cần thiết. Họ hoàn thành mọi việc ngay tại đây trong cuộc đời này. Thực sự không có cả chết. Đó chỉ là một lỗi lầm. Không bao giờ có một sự kết thúc của đời sống. Vậy thì cũng không thể có cả chết. Không một ai có thể lựa chọn thay cho bạn. Không có vấn đề gì ngoài trừ mỗi một cá nhân tự quyết định, đó là nghĩ về khoảnh khắc từng phần tử của sự sống rời khỏi thể xác và tiếp tục. Nó bắt đầu tổng hợp vật chất và dựng nên một hình hài mới. Nó phải có sự thông tuệ. Thể xác chỉ là nơi cư ngụ của tinh thần. Tất cả luôn là tinh thần. Nếu như có tinh thần bên ngoài chúng ta, thì cũng có tinh thần ở bên trong chúng ta. Bạn không thể tạo ra sự phân cách nào, bởi trong việc tạo ra sự phân cách đó, bạn trở nên bị phân cách. Nếu chúng ta không gây ra sự phân cách nào, thì chúng ta luôn hợp nhất với điều đó. Thể xác luôn loại bỏ những tế bào đã già cỗi. Theo cách đó, chúng ta chết đi trong mỗi khoảnh khắc và hồi sinh mỗi khoảnh khắc. Chúng ta lớn lên trong sự hoàn thiện,
nhưng đảm nhận thêm bất kỳ một trạng thái nào khác là không cần thiết. Nhưng chúng ta lại mong mỏi được làm thế. Chúng ta chỉ thấy những trạng thái quanh chúng ta. Ngay lúc chúng ta lên kế hoạch cho một lý tưởng cao quý hơn những gì mà chúng ta đang sống, thì chúng ta đã làm nên một thể xác mới hoàn mỹ và một tình trạng mới cho thể xác đó. Thể xác đó mang tính chất tinh thần một cách rõ ràng. Mọi thứ đều thuộc về tinh thần. Bạn không thể định nghĩa nó như bất cứ thứ gì khác ngoài trừ tinh thần. Bạn có thể định nghĩa nó như là thượng đế nếu bạn muốn. Tất cả những điều đó đều như nhau, chỉ là những suy nghĩ mà chúng ta gán cho thể xác khiến nó ra khỏi tình trạng đó. Trong thực tế, nó không bao giờ ra khỏi tình trạng đó. Hỏi, ông có tin rằng ngay lúc này, một người có thể đưa tần số rung động của bản thân mình lên đến mức mà anh ta có thể làm chủ thân xác? Trả lời, vâng, có rất nhiều người đang làm điều đó. Tất cả những có những người thiết lập trong thể xác của họ sự rung động vượt qua cả lực hấp dẫn. 10. Năng lực của tư duy. Trên thế giới, có những nhóm người đang tiến hành những công trình thực nghiệm tương tự, đặc biệt hơn nữa là những tình huống có thể được tạo ra bởi tư duy. Một nhóm thông báo rằng sau những nghiên cứu và thử nghiệm, họ đã gần như xác định được rằng tư tưởng di chuyển với một vận tốc nhanh gấp nhiều lần vận tốc ánh sáng. Một điều kỳ lạ khác nữa chỉ cho chúng ta chính xác cả chúng ta có thể thực hiện bằng suy nghĩ nếu chúng ta chấp nhận chỉ điều khiển suy nghĩ và những hành động đi cùng với nó. Hiện tại, nhóm này đã xác định được một cách rõ ràng là một thanh sắt đang trải qua nhiều công đoạn trong tiến trình kỹ thuật có thể được thay đổi bởi những suy nghĩ của con người. Đó là một trạng thái kỳ diệu đã được khám phá. Nó chỉ ra cách mà chúng ta có thể tiến hành. Nó chỉ ra cái quyền năng mà chúng ta có thể sử dụng. Nếu chúng ta có thể điều khiển thanh sắt bằng suy nghĩ, thì chúng ta có thể điều khiển thể xác chúng ta nhiều hơn trong từng hành động. Đó không phải là những xác định của chúng tôi, mà là của những nhà khoa học nghiên cứu chủ đề ấy. Hành động tư duy, quyền năng trọn vẹn của con người trên mọi trạng thái, đầy ắp nguyên lý thiêng liêng. Các nhà khoa học đang thực hiện hóa điều đó và đưa chúng ta đến một sự mở mang tuyệt vời hơn tất cả những gì chúng ta mong đợi. Đó chính là những trạng thái mà chúng ta đã suy đoán rằng sẽ xảy đến. Mặc dù các giáo sĩ đã nói chúng ta rằng thượng đế là sự suy đoán và không có một kết luận cơ bản nào ngoài trừ niềm tin, Chúa Jesus đã giải thích điều đó khi Ngài nói: "Hãy làm cho niềm tin được biết đến." Ngày nay chúng ta đang làm điều đó. Chúng ta đã đưa sự suy đoán mang tính học thuyết vào trong tự nhiên bằng sự suy nghĩ của con người. Ngày nay nó là sự thật được nhiều người biết đến. Nó được chứng minh bằng hình ảnh rằng suy nghĩ của chúng ta không chỉ điều khiển hoạt động thể xác mà cả mỗi tế bào được tạo ra trong cơ thể. Ngày nay điều đã mang đến cho chúng ta một kết luận khác, rằng chúng ta sẽ gặt hái được thành công ở những nơi mà chúng ta có can đảm dấn thân. Chúng ta làm nên thành công từ thất bại. Chúng ta tạo nên sự thành công từ chính thất bại của mình. Bây giờ, nếu chúng ta hoàn toàn hướng về cùng một quan điểm trong suy nghĩ, chuyển đổi nó thành chân lý,
chúng ta sẽ gặt hái thành công bắt nguồn từ sự hoàn thiện và chúng ta không thể thất bại. Tại sao thế? Bởi vì chúng ta không thể làm gì để tạo dựng sự hoàn thiện. Nó đã được xây dựng từ trước. Chỉ có duy nhất một điều kiện là phải làm việc một cách dứt khoát và hòa nhập với sự hoàn thiện, hành động và suy nghĩ cụ thể với nguyên tắc xác định. Không bao giờ do dự, nếu do dự chúng ta không thể không thành công. Các nhà khoa học cho biết chúng ta sử dụng 96.4% năng lượng cho những suy nghĩ tiêu cực. Do đó, làm mất đi tính tô hoàn thiện của thể xác và đưa nó đến những tư tưởng tiêu cực. Đã có những nghiên cứu đi sâu vào vấn đề và đã được chứng minh một cách thuyết phục. Chúng ta đưa vào trong hiện thực cái tâm thái này, làm rối loạn cái rối loạn này, làm chúng ta cho rằng chúng ta ở trong nó. Ngày nay nó có thể được chứng minh chỉ là một tâm thái. Nó bắt nguồn từ đâu? Chúng ta đã rút nó ra từ thể xác và vì thế hình thành một ảnh hưởng mang tính thôi miên. Nó có thể bị tan biến ngay lập tức. Chúa Jesus đã nói những suy nghĩ tích cực là gì? Tôi là, chứ không phải là tôi sẽ. Bằng lời tuyên bố ấy, Ngài bao quát mọi tình huống. Khi Ngài nói rằng sự thật làm bạn tự do, Ngài đã biết chính xác trọn vẹn rằng sự thật và những suy nghĩ tích cực đã giải phóng con người khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Có trở lại tiêu cực hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân. Những nền văn minh lớn hơn nền văn minh của chúng ta đã sống với những sự thật mang tính khoa học. Nhưng rồi con người bắt đầu nhận ra sự hai mặt. Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Tính hai mặt đã bắt đầu lấy năng lượng từ cơ thể của chúng ta để duy trì sự tồn tại hai mặt và ngay lập tức hình thành nên một trạng thái tâm thần. Ngày nay chúng ta quay về tính đơn giản, bên ngoài tính đa dạng, nhưng đồng nhất với mọi suy nghĩ đã được nâng cao nơi mà chúng kết tinh. Trong mỗi ngôn ngữ gốc, mặc dù từ thượng đế được phát âm khác nhau, nhưng các âm thanh ấy đều tạo ra ảnh hưởng từ sự rung động rất chuẩn xác. Chỉ một thời gian ngắn trước đây, chúng ta từng nghĩ rằng thượng đế là một nhân vật siêu phàm, sống trong cõi thiên đường, và chúng ta không thể tìm hiểu gì về người. Ngày nay chúng ta biết rằng khi chúng ta hợp nhất với cái gì thì chúng ta trở thành cái đó. Bạn đã từng nghe tôi nói nhiều lần rằng nếu chúng ta thốt ra từ thượng đế một cách đầy ý nghĩa và tôn kính cùng với một tư tưởng thích đáng, những rung động của thể xác chúng ta sẽ không bao giờ đáp lại một ảnh hưởng tương tự như trước. Khi chúng ta nói từ đó, chúng ta đang bước đi ra khỏi trạng thái mê man mà trong đó chúng ta đã vây hãm chính mình và vượt ra khỏi những thành công không làm cho chúng ta hài lòng. Hướng đến một điều khác, chúng ta sẽ làm nên một thành công lớn lao hơn. Tại sao vậy? Bởi vì nó đơn giản và cần ít năng lượng hơn. Chúng ta có thể thấy mỗi tế bào được hình thành như thế nào. Thời điểm một tế bào từ phân chia từ tế bào mẹ và thời khắc ngay trước nó, khi nó từ phân chia, nó mang theo hình ảnh chính xác của tế bào mẹ. Khi nó phát triển thì nó chịu ảnh hưởng bởi sự thiếu sót mà chúng ta suy nghĩ về chính mình.
chuyện gì đã xảy ra, chúng ta thấy các rung động của tế bào đó giảm dần, và trong một vài tình huống, khi nó gắn kết với cái cơ quan mà nó tùy thuộc, nó trở thành một vật chết. Tế bào đó khởi đầu với toàn bộ năng lượng của nó đã trở thành một tế bào chết trong thời gian chưa đầy một giây. Chính cái ảnh hưởng của sự suy nghĩ về sự thiếu sót đã ảnh hưởng đến tế bào đó cho đến khi nó chết. Sự rung động giảm xuống thấp đến mức mà những ảnh hưởng động lực không còn nữa. Nó là căn nguyên của mọi bệnh tật. Giờ đây, một thể xác mới bắt đầu hình thành khi một suy nghĩ thích hợp vây quanh chúng ta. Một năng lượng sống có thể trở lại. Sự chết, như chúng ta biết, là sự không hoàn thiện. Chúng ta không thể áp dụng nguyên lý cho một trạng thái khác bất chấp mức năng lượng mà chúng ta có. Trong những buổi nói chuyện, Chúa Jesus không bao giờ đề cập đến ma quỷ. Chính chúng ta đã xây dựng nên uy thế của ma quỷ trong nhận thức của mình. Nhận thức đó từ đâu ra? Chỉ đơn thuần là từ cá nhân. Nhưng điều đó không thay đổi được nguyên lý. Không có ma quỷ nào hết, không có sự chết nào hết, không có sự đọa đày nào cả. Chúa Jesus không bao giờ nói hay nghĩ về chúng. Những trường hợp được ghi chép trong Kinh Thánh chỉ đơn thuần là truyền thuyết dân gian. Chúa Jesus không bao giờ sử dụng ngôn từ hay trạng thái tiêu cực và không bao giờ công nhận một quyền năng nào khác ngoài Thượng Đế. Và giải thích rằng nhân loại đã sử dụng một quyền năng vĩ đại duy nhất. Chúng ta không còn hoang mang bối rối khi giải thích những trạng thái đó. Nhiều người đã thấu hiểu chúng, nhưng nhìn chung dù ít hay nhiều, nó cũng được hiểu như là một trạng thái tưởng tượng. Thỉnh thoảng chúng ta vượt ra khỏi giai đoạn bị thôi miên, và rồi một tia sáng của sự thật lóe lên. Rồi chúng ta không còn sự do dự để chấp nhận nó. Mỗi trải nghiệm loài này giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trong sự chấp nhận. Nó cho chúng ta một quan niệm tổng quan mới mẻ. Chỉ mới mẻ đối với chúng ta thôi, bởi nó là cổ xưa rồi. Một trạng thái cổ xưa được đưa ra bởi sự hiểu biết. Chúng ta phải tự hoàn thiện chính mình, phải tự đứng vững trên đôi chân của mình như các bậc chân sư. Hỏi đáp, hỏi có phải trong chúng ta có những người dẫn đạo hiểu được chân lý này? Trả lời, các quan điểm của chúng ta không tách rời khỏi chân lý. Khi hoàn cảnh trở nên sai lầm, chúng ta vực nó dậy. Jesus đã nói mỗi người là một người trị vì. Nếu chúng ta đứng ở quan điểm đó thì thế giới sẽ đi vào trật tự. Hỏi, ông sẽ giải thích về cuộc chiến thiện ác chứ? Trả lời, chúng ta chiến đấu mỗi ngày. Nếu chúng ta buông bỏ vật chất thì cuộc chiến sẽ chấm dứt. Hỏi, vì sao chúng ta biết quá ít về các bậc chân sư đang làm việc cùng với chúng ta? Trả lời, đó là bởi vì họ làm việc một cách thầm lặng. Một chân sư không nhất thiết từ quảng cáo. Tuy nhiên, cần có người cho chúng ta biết rằng vị ấy là một bậc chân sư. Họ là con người cũng như bất kỳ một ai khác. Hỏi, có cần thiết vượt qua cả chết và đầu thai không? Trả lời, điều đó là không cần thiết nếu chúng ta hoàn thành tất cả trong kiếp sống này. Và chúng ta có thể nếu chúng ta quyết chí. Nhưng nếu lầm lạc về những gì mà chúng ta gọi là sự chết, sẽ có một sự bù đắp được gọi là đầu thai. Trước khi yếu tố sống rời khỏi thể xác, sự lựa chọn được thiết lập.
Và sự lựa chọn đó là do thái độ xác định mà chúng ta thừa nhận trong kiếp sống này. Hỏi, ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta là các bậc chân sư, điều này có đúng không? Trả lời, chúng ta không chỉ là các bậc chân sư ở một mức độ nào đó, mà chúng ta còn là những bậc chân sư toàn diện nếu chúng ta khẳng định như thế. Chúng ta thậm chí không thể nghĩ về điều đó nếu nó không tự thành cho chúng ta. 11. Sức mạnh của tư tưởng tích cực. Khi những lời phát biểu được đưa ra với một thái độ tích cực, dứt khoát, sự thành công của nó là không giới hạn. Chúng tôi có thể chỉ ra giá trị khoa học của những tư tưởng tích cực và việc phát biểu một cách tích cực về những trạng thái. Người ta đã chứng minh rằng đằng sau mỗi phát biểu tích cực là một nguyên tắc hay sự thật. Do đó, chúng tôi có thể sẵn sàng nhận thấy điều Chúa Jesus có ý muốn nhắc đến khi Ngài nói, chân lý mang đến cho bạn tự do. Nó không phải được hứa hẹn cho tương lai giống như chân lý sẽ mang đến cho bạn sự tự do, như nó đã bị phiên dịch sai lầm, mà là một lời phát biểu chắc chắn dùng trong thì hiện tại. Chúng tôi phát hiện ra rằng lời phát biểu mang tính chắc chắn nhất mà nhân loại có thể sử dụng là lời tuyên bố thường được đọc. Tôi là Thượng Đế. Lời phát biểu tôi không phải là Thượng Đế không hề có một sức mạnh tích cực và sự thật nào. Nó không thuộc về con người. Những tuyên bố tích cực giải phóng chúng ta khỏi những hoàn cảnh tiêu cực. Trong ngôn ngữ sơ khai không hề có một từ mang ý nghĩa phủ định hay ở thì quá khứ. Mọi sắc thái tiêu cực trong ngôn ngữ đã được thêm vào một thời gian dài sau khi ngôn ngữ được hình thành. Ngôn ngữ mà Chúa Jesus sử dụng không hề chứa một từ ngữ tiêu cực nào. Ngài luôn luôn sống trong hiện tại và không hề có bất cứ tư tưởng tiêu cực nào, mà chỉ hoàn thành một cách rất chắc chắn những tuyên bố tích cực. Hãy nhìn vào những hiện thực này, chúng ta có thể thấy cách mà một con người tự thành, nhận biết rằng đằng sau mỗi phát ngôn là một động lực tích cực rõ ràng mang đến sự tồn tại cho lời tuyên bố ấy. Những nguyên tắc đơn giản được trình bày một cách chắc chắn trong quan điểm mới về tư tưởng mà toàn thể nhân loại đang hướng đến. Chúng tôi khám phá ra rằng loài người trong thời cổ đại đã học được cách sử dụng những nguyên tắc này. Ảnh hưởng đó không bao giờ chấm dứt, và khi con người ngày hôm nay thể hiện lý tưởng tập trung sức mạnh bất chấp các điều kiện bên ngoài, không bao giờ tồn tại bất cứ điều gì được tạo ra bởi một tư tưởng tiêu cực. Tư tưởng tiêu cực chỉ sinh ra những ảnh hưởng thôi miên. Suy nghĩ tiêu cực lấy đi năng lượng của cơ thể, trong khi suy nghĩ tích cực có thể tạo ra năng lượng. Nếu một nguyên tử bị lấy ra khỏi vũ trụ, thì toàn thể vũ trụ sẽ tan rã. Mỗi cơ thể con người là một vũ trụ. Chúng ta đã quên mất quyền thừa kế của mình. Chúng ta bị thôi miên vào một trạng thái mà chúng ta không tin. Không có niềm tin sẽ không có động lực sáng tạo. Mặc dù chúng ta từ chối kết hợp hài hòa với nguyên lý, nhưng chúng ta cũng không thể thoát ra khỏi nó. Điều cần thiết là chỉ xét lại tư tưởng nói trên để cho sự hài hòa xác nhận lại chính nó. Hỏi đáp. Hỏi, chúng ta có thể và bằng cách nào loại trừ nghiệp chướng karma khỏi tư tưởng của người khác không? Trả lời, sự giúp đỡ to lớn nhất
chúng tôi biết là nhìn thấy những người khác hiện hữu trước Đấng Christ. Hỏi, có rất nhiều lời rao giảng khác nhau, và vì điều xoay quanh Đấng Christ, chúng tiếp cận vấn đề theo những cách khác nhau. Ông có thể nói cho chúng tôi biết cách tốt nhất để tiếp nhận các giáo lý. Trả lời, chúng tôi không có phương pháp nào cả. Dĩ nhiên có rất nhiều quan điểm, và đó là lý do khiến cho nhiều lời rao giảng khác nhau, nhưng chúng không cùng hướng đến cùng một điểm sao. Hỏi, một số lời rao giảng tập trung vào hiện tại và một số hướng đến tương lai, vậy đâu là mục tiêu chủ yếu? Trả lời, trong thực tế, sự hoàn hảo đã không tồn tại sao? Nếu chúng ta chấp nhận điều này, thì đó chính là tất cả những gì cần thiết. Tôi không có lựa chọn bài học dành riêng cho bạn, nhưng đối với tôi, tất cả những lời rao giảng đều đưa chúng ta đến sự chấp nhận. Có nhiều quan điểm tư tưởng, và có lẽ nhóm này thì cần nhận những bài học này, và nhóm khác thì cần nhận những bài học khác. Nếu như chúng ta hướng đến sự hoàn hảo như một cái gì đó trong tương lai, thì nơi nào chúng ta sẽ đạt đến nó? Tôi cảm thấy rằng tất cả chúng ta có thể dứt khoát rằng sự hoàn hảo đang ở đây, ngay bây giờ, và chấp nhận nó mà không kể đến bài học nào cả. Hỏi, vai trò của người phụ nữ trong kỷ nguyên mới này? Trả lời, cũng nhiều như vai trò của người đàn ông, tất cả chúng ta đều làm một. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều làm một. Họ chỉ tự phân chia chính mình, không hề có sự phân cách trong tinh thần. Tất cả đều là tinh thần. Hỏi, ông thường cầu nguyện những gì? Trả lời, chúng tôi không cầu nguyện đến một thánh thần nào bên ngoài. Nếu có một thánh thần bên ngoài, thì thánh thần này ắt phải ngự trị bên trong. Cuộc sống của bạn là một lời cầu nguyện, đó không chỉ là ngôn từ. Do đó, vì giảm thiểu những lời cầu nguyện xuống chỉ còn là từ ngữ, chúng ta đã thất bại trong việc đạt đến sự hoàn hảo. Hỏi, thế còn sự chữa lành? Trả lời, sự chữa lành chỉ là một cái tên cho một tình huống xảy đến. Bạn không thể nào giữ sự hoàn hảo cách xa nếu bạn cho phép nó đến với mình. Hỏi, thánh thần không phải là có rất nhiều sao? Trả lời, nơi nào bạn tìm thấy nhiều thánh thần nếu chỉ có một thượng đế ngự trị trong bản thân bạn? Đó chỉ là những thánh thần do bạn tạo ra nếu bạn tạo ra sự phân chia. Hỏi, có phải Chúa Jesus đã phải chịu đựng một nỗi đau đớn thống khổ trên thập tự giá? Trả lời, Ngài đã vượt qua sự khổ đau. Ngài chỉ cho toàn nhân loại thấy rằng có người có thể đặt bất cứ giới hạn nào lên cơ thể Ngài và Ngài sẽ vượt lên trên nó. Hỏi, Ngài có gửi cho ông thông điệp đặc biệt nào hay không? Trả lời, không, chúng tôi có rất nhiều thông điệp mà Ngài đã gửi đến thế gian. Những thông điệp trong cả cuốn sách được trình bày với cùng ý định của chúng ta. Không có thông điệp nào từ Ngài bị loại trừ theo bất cứ cách nào. Chúng tôi chưa bao giờ thấy Ngài làm việc riêng tư. 12. Sự hòa hợp tinh thần. Trước đây, tôi đã có nhắc đến ngôi đền im lặng, nơi mà chúng tôi ghi nhận được rất nhiều sự chữa lành đáng chú ý. Chúng tôi đã được kể rằng, nếu một phần nhỏ của ngôi đền bị sức mẻ, thì nó có thể tự hồi phục lại ngay lập tức.
Một sự hoàn thành như thế đã được ghi hình, và chúng tôi đã nhìn thấy cơ thể con người tự hồi phục lại trong cùng một cách thức và bởi cùng một nguyên tắc, nhưng thậm chí ở một mức độ lớn hơn. Tại sao chúng tôi không phản ứng lại ngay tức thì với những tình huống này khi mà thậm chí một vật bất động cũng phản ứng? Đó là vì chúng tôi đã từ thôi miên để không tin. Chính vì thiếu thái độ chấp nhận mà con người đã đánh mất di sản của mình. Sức mạnh thì hiển nhiên ở lúc này đây, cũng như nó đã từng như thế, và mỗi người đều có thể sử dụng nó. Chính sức mạnh tạo ra cái gọi là sự chữa lành, vốn thực sự không phải là sự chữa lành, mà chỉ là sự thừa nhận điều hoàn hảo, không bao giờ thay đổi theo bất cứ cách nào. Khi chúng tôi thừa nhận sự hoàn hảo, chúng tôi vượt ra ngoài điều kiện của sự bất toàn. Đó là một điều tự nhiên đối với con người. Nó thuộc về con người. Nó là phẩm chất cao nhất của con người. Nếu chúng ta buông bỏ hoàn cảnh mà chúng ta dùng nó để bao vây bản thân, khi chúng ta để cho sự bất toàn thể hiện, sự hoàn hảo sẽ đến một cách mạnh mẽ, đến nỗi chúng ta không thể biểu lộ một từ ngữ không hòa hợp nào. Đó là điều kiện duy nhất mà con người cần có để trở nên hoàn thiện, để làm cho cơ thể này trường tồn, thuần khiết và trong mọi thời điểm, không bao giờ bị che phủ trong sự bất toàn. Mỗi người không những có khả năng chữa lành cho chính mình, mà còn có thể trực tiếp đạt được sự hòa hợp tinh thần và thống nhất với toàn thể vũ trụ. Và kẻ nào nhận biết được điều đó thì có thể nói, nếu con mắt của bạn chỉ là một, thì toàn bộ cơ thể bạn sẽ tràn ngập ánh sáng. Và ánh sáng đó chính là ánh sáng đã chiếu rọi mọi con người trên thế giới này. Mỗi người đều có thể tuyên bố những điều kiện dành cho chính mình, và bằng những lời tuyên bố như vậy đã giúp những người khác có thể đưa ra lời tuyên bố tương tự. Thông qua việc thừa nhận, sự bất hòa sẽ nhanh chóng tiêu tán, và do không có tính lựa chọn, nó hoàn toàn nằm trong sự thống nhất, hòa hợp. Hỏi đáp: có một số người không hài lòng với các giáo lý, điều này có vấn đề gì? Trả lời: việc không thừa nhận bất cứ cái gì là điều không cần thiết. Nếu sự rao giảng không được bạn yêu thích, hãy đặt một quan niệm tốt hơn vào vị trí của nó. Nó có thể phù hợp với hàng triệu người, nhưng nếu nó không phù hợp với bạn, hãy tạo ra một quan niệm khác. Phần việc của mỗi cá nhân là thể hiện một quan điểm cao hơn và một điều kiện cao hơn, rồi thì mọi sự sẽ đâu vào đó. Hỏi: ông có thể đưa ra một định nghĩa về Thượng Đế không? Trả lời: bằng cách đưa ra một định nghĩa về Thượng Đế, chúng ta đã hàng định người trong một lĩnh vực nhất định. Chúng ta đang hoàn chỉnh một lý tưởng, tiếp tục theo đuổi sự hoàn hảo và trở thành một lý tưởng đó. Bạn có thể gọi như thế là siêu hình nếu bạn muốn. Điều này không cần một cái tên mà cần một quan điểm hướng đến sự tự thành tròn vẹn. Hỏi: có phải người Do Thái chịu trách nhiệm về việc đã đóng đinh Chúa Jesus vào thập tự giá? Trả lời: chúng tôi không đặt ra điều này. Nếu Chúa Jesus đã không muốn đề ra một hoàn cảnh mà mọi người đều phải trải qua, thì có lẽ họ không đóng đinh Ngài. Đó không phải là điều mà Ngài phải chịu đựng, ngoài trừ Ngài cho phép sự chịu đựng đó vì một mục đích. Hỏi: ông có thể chỉ cho chúng tôi biết phương pháp để đạt đến trình độ chân sư không? Trả lời: không hề có một công thức nào cả.
đó hoàn toàn là do quyết tâm của mỗi cá nhân. Sự thể hiện vĩ đại nhất của quyền làm chủ đối với chúng ta là tuyên bố của Chúa Jesus: hãy chú ý, Đấng Christ đang ở đây. Thời điểm chúng ta thể hiện cho Đấng Christ và sống cuộc sống này, chúng ta là chân sư, rồi chúng ta trở thành bậc thầy trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Đó là lời tuyên bố đơn giản một cách hoàn hảo nhất. Đó là một con người đại diện cho Đấng Christ trước thế giới. Như Chúa Jesus thường nói, lời rao giảng vĩ đại nhất từng được thuyết giáo chính là: hãy chiêm ngưỡng Thượng Đế. Làm sao có thể có một lời rao giảng nào chân xác hơn? Mười ba, nguyên lý trong hành động. Tại sao tôi thường xuyên được hỏi Ấn Độ có mọi triết thuyết cao cả mà dân cư của nó không vượt qua được nghịch cảnh đói nghèo? Ấn Độ là một vùng đất của những mâu thuẫn bề ngoài. Một người có thể chứng minh hay bác bỏ bất cứ điều gì bằng những thần thoại, tín ngưỡng và những tập tục. Một cuộc tranh luận thông thường trên một bàn ăn tối làm rõ điều này. Trong số những người khách có những vị đến từ Kashmir, Bengal và Myanmar, Miến Điện. Một người nói: tôi đã không muốn đi Ấn Độ vì ở đó có cọp. Một người khác phản đối: tại sao? Tôi chưa hề thấy một con cọp nào ở Ấn Độ cả. Người khác trả lời: chà, ngày nào ở Ấn Độ chúng ta cũng nhìn thấy những con cọp. Mỗi người đều sống trong một vùng đất khác nhau ở đất nước này, và mỗi người đều phát biểu một sự thực đặc thù của địa phương mình sinh sống. Sự thật đó không nhất thiết là đúng cho toàn bộ xứ sở. Chúng tôi đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu để chỉ ra nguyên lý trong hành động. Hãy nhớ lại khoa học đã thay đổi như thế nào trong vài chục năm qua. Rất nhiều quy tắc đã thay đổi hoàn toàn. Chúng ngày càng tiến gần đến nguyên lý bao trùm tất cả. Các nhà khoa học đã thừa nhận rằng có một nguyên lý chắc chắn làm nền tảng cho tất cả, và từ đó vạn vật được sinh ra. Khi họ khám phá ra bản chất nguyên thủy của nguyên lý, khoa học sẽ tiến lên phía trước cùng với năng lực tri giác mạnh mẽ về những mục tiêu mà con người chưa từng mơ đến. Hỏi đáp. Hỏi: các bậc chân sư sử dụng thể xác cho mục đích gì? Trả lời: đôi khi các bậc chân sư sử dụng thân xác. Rất có thể họ sử dụng thân xác để tiếp cận và truyền dạy cho con người. Họ không quan tâm đến thân xác bởi vì thân xác tự lo lấy nó. Nhiều bậc chân sư đã ngồi và ăn cùng chúng tôi, nhưng rất có thể chỉ để thể hiện tính thân thiện mà thôi. Hỏi: cái gì đã quyết định thời gian giữa cái chết và sự tái sinh? Trả lời: chúng tôi không biết thời gian chính xác. Rất có thể người trải qua cái chết lựa chọn con đường chính xác đi đến sự tái sinh ngay trước khi cái chết xảy đến. Chúng tôi tin rằng một số lựa chọn khoảng thời gian dài bởi vì họ có một số tình huống mà họ muốn kết thúc, trong khi một số khác lựa chọn việc quay trở lại trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hỏi: có phải Chúa Jesus khác biệt về cơ bản với chúng ta, và phải chăng Ngài có một đặc ân nào khác, và Ngài là con của Thượng Đế, và cuộc sống của Ngài phải chăng là không chỉ ra rằng tất cả chúng ta có cùng một đặc ân? Trả lời: Ngài đã sống để chỉ ra cho chúng ta, và Ngài đã nỗ lực để truyền giảng cho chúng ta biết rằng toàn thể nhân loại đã có cùng một đặc ân, và nếu một người có khả năng đạt đến nó,
thì tất cả những người còn lại đều có thể và sẽ đạt được. Kinh Tân Ước, nếu được phiên dịch một cách chính xác, chứa đựng những điều đó. Hỏi, nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã dạy rằng Đấng Christ sắp hiện thân trên thế gian. Trả lời, Ngài luôn luôn hiện diện trên trái đất. Sự trở lại của Chúa Jesus vào thời điểm phán quyết cuối cùng là bằng chứng cho thấy rằng khi tất cả thể hiện và nhận biết Đấng Christ thì Ngài hiện diện. Hỏi, có phải là sai lầm của con người khi cho rằng Đấng Christ chính là Chúa Jesus? Trả lời, Chúa Jesus đã nói rằng ta nhìn thấy Đấng Christ trên từng khuôn mặt và trong từng dạng hình. Khi con người đầu tiên được sinh ra, Đấng Cứu Thế cũng xuất hiện. Hỏi, nếu chúng ta hoàn thiện bản thân mình trong kiếp sống này, thì có cần thiết phải tái sinh không? Trả lời, không. Hỏi, nếu Chúa Jesus ở đây trong thể xác, tại sao Ngài không xuất hiện và công bố về mình để mọi người có thể biết đến Ngài? Trả lời, Ngài hẳn đã đang thể hiện bản thân để tất cả có thể nhận biết Ngài. Nhưng liệu tất cả có thể nhận biết Ngài không? Lối đi đã được mở, và nếu tất cả đều thể hiện Đấng Christ, tất cả sẽ đứng đối diện với Đấng Christ. Người nào thể hiện Ngài sẽ thấy Ngài. 14. Vượt qua giới hạn. Nếu chúng ta nhìn thấy một người giơ bàn tay mình ra khi cần bánh mì và ngay lập tức một ổ bánh mì xuất hiện trong bàn tay ấy, thì chúng ta sẽ đứng đó với nỗi kinh sợ. Điều kỳ diệu đối lập với tự nhiên, nhưng nghiên cứu cụ thể hơn, chúng ta có tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta, tất cả đang ở đây, và chúng ta không mang nó đến từ bất kỳ nơi nào khác. Tất cả được hoàn thành, chúng ta chỉ cần thừa nhận và tất cả là của chúng ta để sử dụng. Tôi đã đề cập đến những người được gọi là những thầy tu khổ hạnh ở Ấn Độ, những người mà người ta có thể thấy đã ném một sợi dây lên không trung, gọi một cậu bé từ trong đám đông khán giả và bảo cậu bé trèo lên sợi dây. Cậu bé biến mất khi leo lên đến đỉnh, nhưng thỉnh thoảng thay vì biến mất, cậu bé vẫn hiện diện ngay trên đầu sợi dây. Khi chúng tôi cố gắng ghi hình những sự kiện này thì không có gì được ghi lại trên phim. Điều gì đã xảy ra? Chúng tôi đã nghiên cứu hiện tượng và biết rằng có 12 trạng thái ảnh hưởng thôi miên. Những thầy tu khổ hạnh có thể đã phóng chiếu các hình ảnh này nhanh chóng và chính xác đến nỗi tất cả những người xem đều thừa nhận là chúng thật sự xảy ra. Điều này đã bắt đầu một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới. Ngày nay, thông qua việc sử dụng một số biện pháp, chúng ta có thể cho ánh sáng chiếu rọi vào một mảnh đất mà sau đó, 24 giờ, chúng ta có thể trồng hạt của cây ngô mà sẽ phát triển đầy đủ với hai lá mầm ở trên nó chỉ trong vòng 7 phút. Một nhóm khác đã có thể trồng được một cây nho cho ra quả chỉ trong 6 tháng, trong khi việc này thường mất khoảng 6 năm. Tiến hành thí nghiệm này, chúng tôi trồng một hàng ngô trong một khoảng đất nhỏ không được chiếu sáng, như vậy để quan sát sự tăng trưởng của nó bằng cách chụp ảnh. Trong khi mức độ tăng trưởng của trường hợp sau là khoảng 9 triệu tế bào mỗi giây, thì mức độ tăng trưởng trong trường hợp đầu là 96 tỷ tế bào mỗi giây. Chúng tôi đã thành công khi gia tốc sự phát triển tự nhiên. Không hề có một sự kỳ diệu phi tự nhiên nào trong thí nghiệm này. Một nguyên tắc tương tự có liên quan khi các môn đồ nói với bậc chân sư là cần phải có thức
ăn, và còn đến 4 tháng nữa mới đến vụ thu hoạch. Chúa Jesus đã nói, hãy nhìn cả cánh đồng, chúng đã sẵn sàng để thu hoạch. Chúng tôi đã nghĩ rằng đó là một phép lạ, nhưng Chúa Jesus giải thích rằng đó không phải là một phép lạ, và quá trình chậm chạp mà chúng ta chấp nhận là tự nhiên thì không tự nhiên chút nào. Do chưa tiến hóa, chúng ta đã đưa tự nhiên quay về nơi mà nó phản ứng lại với giới hạn của chúng ta. Ai đó đã nói với chúng tôi rằng mất 4 tháng để trồng một cây ngô và 6 năm để trồng một cây nho. Ngày nay người ta biết rằng nếu chúng ta buông bỏ những giới hạn này thì tự nhiên sẽ biến đổi ngay lập tức. Điều tương tự cũng xảy ra đối với mọi lĩnh vực. Rất nhiều điều kiện đã tồn tại ngay bên cạnh chúng ta, nhưng phải mất một thời gian có người mới có thể nhận ra rằng chính họ đang đặt lên mình những giới hạn. Những công trình nghiên cứu thực nghiệm thường được tiến hành theo những cách sai lầm. Chúng ta khởi đầu với một số điều kiện và tin tưởng rằng nó sẽ mang lại một số kết quả. Ngày nay chúng ta sẽ đi đến những kết quả thay vì những thí nghiệm, vì biết trước rằng những kết quả này đã được thực hiện trong tự nhiên và nó đang tồn tại. Bạn có thể để một hạt giống trong một cái chậu bằng kim loại và nó sẽ không nảy mầm, trừ phi ai đó đến bên cạnh và thể hiện cuộc sống cho nó. Thời điểm hạt giống tiếp xúc với những phóng chiếu của sự sống đã được đưa ra, bạn có thể thấy sự rung động của ảnh hưởng ngay đến tâm điểm của hạt giống, nơi mà nó bắt đầu quá trình tăng trưởng. Chúng ta đặt ra những giới hạn cho tự nhiên. Tự nhiên đã hành xử hoàn toàn hòa hợp với chúng ta. Và sự hòa hợp này xảy ra ngay lập tức khi mà chúng ta cho phép những phản ứng đáp lại. Không có một ngọn cỏ, một cái cây hay một bông hoa nào tồn tại ngoài trừ nó đã hiện hữu trực tiên thông qua sự sống được chiếu rọi. Chúng ta nói rằng Thượng Đế đã trồng nên cây cối. Thượng Đế làm thế, nhưng chúng cần có sự biểu lộ phát xuất từ những con người muốn chúng hiện hữu. Chúng ta hoàn thành tất cả mọi thứ. Trước tiên là sự thừa nhận, đó là loại bỏ những rào cản đối với sự phát triển tự nhiên bằng cách dẹp bỏ nghi ngờ, sợ hãi và mê tín dị đoan. Và sau đó cánh đồng sẽ chín để gặt. Con người có thể làm được nhiều điều nếu họ có thể loại bỏ khỏi tâm trí các giới hạn. Tại sao chúng ta lại mang theo mình những giới hạn đó? Đó chỉ là vì thông qua việc phóng chiếu những suy nghĩ của chúng ta vào một lĩnh vực thấp hơn, nơi chúng ta nhặt nhạnh và lặp lại những suy nghĩ đó cho đến khi chúng ta nhận được một hình ảnh thay vì tạo ra sự kiện. Hỏi đáp. Hỏi: ông nhận rằng việc nghiên cứu đã được tiến hành bằng cách ghi lại những hình ảnh làm bằng chứng cho sự phát xạ từ cơ thể. Kết quả của những thí nghiệm đó có hiệu ứng đối với công chúng hay không? Trả lời: việc ghi hình được tiến hành suốt quá trình dưới sự chỉ đạo của chúng tôi trong phòng thí nghiệm gần Calcutta, Ấn Độ. Các điều này không hề được tiết lộ bởi vì chúng tôi mong muốn có thể tiến hành nhiều nghiên cứu chắc chắn hơn trước khi các kết quả được công bố. Nhưng có một cơ quan khác cũng đang tiến hành một nghiên cứu tương tự. Họ nghiên cứu trong im lặng. Và chúng tôi đã dự kiến tên của họ, mặc dù họ chưa bao giờ yêu cầu chúng tôi đừng tiết lộ nó. Chúng tôi đã trao đổi phim ảnh với họ. Điều này chỉ ra một cách chính xác rằng họ có cùng những kết luận với chúng tôi.
chúng tôi có thể giúp những người bạn ốm đau như thế nào? Trả lời sẽ không có bệnh tật nào, trừ phi con người thể hiện nó. Chúng ta giúp giữ bản thân và những người khác trong bất kỳ tình trạng nào mà chúng ta thể hiện. Việc sử dụng năng lượng của sự thông cảm để xây dựng nên những ý tưởng về sức khỏe và sự hoàn hảo thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Bạn có thể giúp đỡ bạn bè của mình bằng cách cổ vũ họ từ xây dựng nên những ý tưởng hoàn hảo bên trong họ, rằng họ có thể biểu lộ sự hoàn thiện ấy ra bên ngoài. Hỏi, làm thế nào tôi có thể rủ sạch được nỗi sợ hãi? Trả lời, chỉ cần loại khỏi tâm trí nỗi sợ hãi ấy. Sợ hãi thường là một quan điểm mà con người thừa nhận trước những gì mình chưa hiểu. Nếu như bạn nhận thức được rằng sức mạnh của Thượng Đế nằm bên trong bạn, thì không gì có thể làm hại cả bản ngã chân chính trong con người thật của bạn. Và rồi tất cả mọi cảm giác sợ hãi sẽ rời xa bạn.